Chào quý cô chú anh chị đến với video tiếp theo của Tài. Và hiện tại Tài đang có mặt tại dưới chân cầu Cần Thơ để mà tìm đến một cái hoàn cảnh của một cô thiếu nữ và một anh chàng sống ở dưới chân cầu Cần Thơ này, và các câu chuyện sự việc như thế nào thì sau đây Tài mời quý cô chú anh chị vào bên trong cái ngôi chòi này đây để mà tìm hiểu thêm về cặp vợ chồng mình sống ở đây như thế nào. Ở mé trên đây là cầu Cần Thơ nè cả nhà. Hiện tại thì Tài đứng ở dưới mé chân cầu Cần Thơ, và đây là hàng rào được bao phủ dưới chân cầu Cần Thơ. Đây thì Tài thấy có một căn chòi, thì mình sẽ vào bên trong để mà tìm hiểu thêm về cái câu chuyện này nha. Ô, nơi này trời mưa có thể là nước ngập rất là linh láng luôn. Có thể là căn chòi này ảnh tự xây lên đó quý cô chú anh chị. Mình thấy xung quanh toàn là niền những cái bao. Đây chị nè. Em chào chị. Khỏe hả chị? Chị tên gì? Dạ. Chị tên gì chị? À, chị My hả? Chị My năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 22. Chị My 22. Rồi anh đây anh bao nhiêu? Anh tên gì anh? Anh tên Ngọc. Anh tên Ngọc hả? Anh Ngọc bao nhiêu tuổi anh Ngọc? Ba mấy. Ba mấy. Là mình là hai vợ chồng hay sao anh? Dạ. Dạ, hai chồng mình ở căn chòi này lâu chưa? Dạ, mới lúc ở bên Âu Sen á. Ở bên Âu Sen là bên kia ha. Dạ, rồi người ta đuổi rồi giờ qua đây. À, người ta không cho hai chồng mình ở nữa, mình dạ, dồi bên đây. Nhà nước nó lấy rồi. Dạ. Đất của nhà nước. Ở tạm đất này đất cũng của người ta. Thì cứ ở tạm mà khi nào đuổi thì mình đi tiếp chứ ha. Dạ. Anh đang nấu gì anh? Cơm. Anh nấu cơm mà bếp ga luôn hả? Dạ. Hai chồng nấu cơm mà ăn ăn dưới gì? Con mấy bạn mua cho ba cái gà kho sả ớt á. À, gà kho sả ớt. Anh nấu cơm mà bếp ga luôn rồi quý cô chú anh chị. Cơm chín chưa anh? Em như nghe mùi khét khét vậy ta. Dạ, mình có đem cơm nè. Dạ. Dạ. Hiện tại thì mẹ hả? Mẹ. Mẹ của chị My. Ừ, mẹ mất bằng sáng giờ mẹ không có dạ. Cá đem cá cho Ngọc coi đi. Cá của cô rồi ăn không còn. Dạ, có cá thì đem cá cho không này nè, tao không có không. Rồi cá nhóc cho. Không có không mà đem ra. Sao mà đi ra đây nè, đứng đâu cái ông ngày hôm qua la gì nó bị bệnh chứ không phải có ma quỷ gì nhập trời để nói hết đi ra. Rồi sợ cái ông kia la miễn tôi quýnh mà nó mới ra, rồi tụi con tôi bệnh mà quýnh nó chết thì sao, chứ đâu có ma cậu gì nhập nó mà ông kia ông đầu quýnh nó ngày mai ra là tôi cũng không có cho, không có cho thiệt, quýnh nó là nó mệt nó chết luôn á. Dạ. Là cô ơi, cô là mẹ của My thì cô tên gì cô hen? Tên Thắm. Dạ, năm nay cô nhiêu tuổi rồi? 48 tuổi. 48 hả? Là chị My là con một trong con gia đình. Con một trong gia đình có đứa không đấy. Trời ơi, thương chưa? Ừ, thương chứ lắm, thương mà nó bệnh. Là hiện tại là chị My bị như vậy thì lâu chưa cô? Bệnh hôm ngày cũng cả năm nay rồi, cũng có chị mới tiền rồi. Dạ. Mà không hết. Thì công việc hàng ngày của cô là làm gì thì, cô? Đi chặt gòn, mà chặt lá gòn trên cây á. Là cái lá gòn hả? Dạ, cái lá gòn á. Là xong về bán lại cho người ta? Bán cho người ta, kiếm tiền sống vậy đó. Dạ, thì hai cô chú luôn hả? Ờ, đi hai người hết. Trời ơi. Biết sao không cô, khi con nghe anh Ngọc nói với chị My nói á, là cô chỉ có một người con gái duy nhất mà đúng bị như vậy thì rất là thương tâm luôn. Đúng nên rồi. Con cũng muốn kết nối để giúp đỡ gì cho cô với chị My vậy đó. Cũng mong chị My hết bệnh quay về với cô với chú cho ấm cúng gia đình vậy. Một người con một mà bị như vậy thì rất là thương tâm. Ừ, khổ chứ. Trước giờ là chị My là bị bệnh gì á cô? Lúc trước bệnh thì bị thần kinh á. Dạ. Kênh này đi chị cho nô môn cũng nhiều tiền lắm mà chưa hết. Dạ. Là do vấn đề thần kinh nhé cô ha. Dạ, thần kinh gì vậy? Thì bị khùng, mới khùng với thần kinh không phải dạ. Mẹ nó mày nói thiệt rồi con. Chị My thì nói bị khùng nhưng không phải thần kinh. Khùng chứ không phải thần kinh, nó không nó dạ. Khùng. Dạ. Là chị My bị cách đây khoảng bao lâu rồi cô? Bị cũng năm nay. Một năm. Ừ. Mà năm mình dịch tới giờ đó nó bị nguyên năm nay. Dạ, thì gia đình đưa đi chữa trị đâu chứ cô? Đưa trên ba bà ô mà bệnh viện ông nè,
có đi nữa, mà với ba xe này đi trong bác sĩ tư ngoài cũng không hết. Dạ. Thì con tới đây cũng thuyết phục chị My với anh Ngọc có thể đi khám lại thì chi phí con lo cho. Mà chị My cứ hoài không chịu đi, không chịu bước ra khỏi chỗ đó luôn. Hôm nay thì con đợi cô đây từ 8 giờ sáng tới giờ, chỉ mong gặp được bố mẹ của chị My để hiểu rõ hơn về cái bệnh của chị, để tìm cách nó chữa trị nó đúng hơn đấy chị. Chứ nhiều khi người này thì nói tâm linh, người này nói ma quỷ, cuối cùng thì không biết cái nào là đúng. Chỉ có phụ huynh, người mẹ, người cha mới nắm rõ được bệnh tình con mình thôi. Chứ mà nói là cái ông kia lại là nó vừa quýnh cho tà ma gan quýnh không được, quýnh nó chết à. Dạ. thì chú người thầy cũng không dám làm mạnh, tại vì người thầy nó cũng sợ chị My bị bệnh vậy đó. Dạ, mà bệnh. Thầy cũng nói là nếu mà gặp bố mẹ thì có thể tìm hướng giải pháp tốt hơn, tại vì không có bố mẹ ở đây thì cũng nguy hiểm. Nó bị thần kinh chứ nó cũng bị ảnh hưởng tim đó mà. Dạ. Ảnh hưởng quá. Bài đi bác sĩ khám rồi đó, bác sĩ nói vậy đó. Dạ. Là bác sĩ nói là vừa bị tâm thần vừa bị tim luôn à? Bị cô. Tim ảnh hưởng nó mệt. Dạ, hèn gì cái ngực của chị em thấy con thấy là phình rất là to. Đúng, tức rồi, giận lên tim. Rất là to. Mà trước giờ thì trước đó một năm thì chị My có bình thường không? Có bị mệt mệt. Là có trước đó mệt. Là mệt mệt bình thường thôi. Mệt mệt này. Một năm trở lại đây My bị vậy? Dạ, mà mới năm nay trở lại bị. Trời ơi. Chắc ngày xưa chị My mà chưa bị cũng là người xinh đẹp lắm. Dạ, trắng tư mà đẹp gái lắm. Dạ. Chắc phải vậy đâu. Nó bự con mà nó cỡ 55 kg á. 55 56 kg luôn. Dạ. Cũng bự con lắm chứ phải vậy đâu. Giờ xuống sắc còn nữa. Là chị My cứ muốn ra đây sống chịu về với cô hả? Nó không có chuyện gì cháu, ít gì cháu nó đem cơm vậy đó. Trời ơi, ngày nào cô cũng phải mang ra vậy. Đem cơm vậy đó. Rồi bữa nào không có nhà thì có gì kêu Ngọc mua giùm cho nó ăn. Có tiền á. Dạ. Cô chú thì đi làm việc thì cách xa nhà không? Liên xa tục nhà, không? Đi xa nhà lắm. Đi nhà mình đây mà mình đi lúc với chợ ông các cô với sao? Cái đó là mình đi xe đò hay là xe? Đi bằng ghe. À ghe. Ờ, đi bằng ghe. Trời ơi, bây giờ cô chú lái ghe chở cô đi vậy hả? Ừ. Đi mấy ngày mới về hay sao? Đi khi 2 ngày mới về là cũng cực lắm, lái gòn mà. Lái gòn leo, mình giặt gom lại á. Dạ. Về mới lặt ghe, lặt gòn người nó phơi bán vậy đó. Dạ. Thì không biết trước thì chị My sống với cô chú thì có hòa đồng hay là nói nhiều hay không, mà ra đây thì hỏi không chịu nói. Hồi đó nó nói gì lắm nói. Dạ. Mà từ hơi bệnh giờ ít nói. Hồi đó nó nói chuyện với lắm nói à. Dạ. Nói chuyện lắm nói, bây giờ nó hồi đó nó nói 10, giờ nói chừng 3, 2 à. Dạ. Đây, chắc có thể là do tâm lý ha cô ha. Tâm lý không được tốt nữa. Không tốt. Bữa hôm con có hỏi là sao chị My không về với bố mẹ. Bố mẹ mong lắm á. Thì chị My nói không, thích sống ở đây. Tại vì tôi có đứa con mà tôi thương lắm chứ. Vì mẹ là mẹ mừng chứ. Nhìn chị My có nét giống chị, y hệt chị luôn. Y hệt cô luôn. Dạ. Thì cô với chú thì có giống như có cái biện pháp gì với chị My trong tương lai hay không, hay là cứ để chị My sống đây? Nó ít về, nó sống ở đây á. Ý là cô có thuyết phục chị về không? Có kêu về chứ. À dạ. Mà không có chịu về. Ừ, có kêu về chứ. Kêu về chứ không chịu về. Muốn về là về. Muốn về là về hả? Muốn đi là về là. Nhà cô thì cách đây xa không cô? Nhà ra mà mẹ mấy xong cũng có cây mấy số à. À. Nãy thấy cô đạp xe đạp đi vô đây thương quá trời quá đất. Không có xe máy hả? Hay là đi xe máy không được? Dạ, hồi đó có xe máy mà My nó bị ấy rồi. Công an bắt lấy rồi. Dạ. My nó bị khùng không đâu nó. À, chị My khi đó cũng bị hơi không đòi nó á. Công an phạt lấy rồi ta chuột không có tiền chuột bỏ luôn. Dạ. Chuột đâu 5-6 triệu gì đó. Dạ. Rồi không có tiền chuột rồi bỏ lên công an lấy luôn rồi. Chú thì lớn tuổi chưa cô? Không, năm mấy tuổi rồi. Dạ. Hai cô chú mà có mình chị My thôi gái cưng mà giờ lại bị như vậy. Trời ơi. Không lẽ rồi nói sao lại trời lại Phật hoài chứ không đi mặn chứ con đứa cưng chết luôn á. Cưng lắm cưng chứ. Tại vì con nhìn vào cái khuôn mặt với cái vóc dáng của chị My vậy, con nghĩ là trước đây chị My rất là được cưng và rất là đẹp gái luôn. Đúng rồi, cưng lắm, đẹp gái lắm. Giờ chắc do bệnh với lại không chịu ăn uống nên không ăn xuống uống. Ký trầm trọng luôn. Ừ, không ăn uống. Bệnh gì không ăn. Tại con muốn là hôm nay là muốn gặp trực tiếp cô vậy đó cô. Để bàn với cô xem mình có biện pháp gì không đưa chị My đi chữa bệnh nhé. Chứ cứ để đây hoài thì không có tốt cô ạ.
cô có cách nào hay là cô chú có biện pháp nào? Tại vì con thì có cách nhưng mà sợ phải phải tìm cô chú chứ. Phải thông qua cô chú. Cái đâu mà nó không đi nè, sao mà nó đi? Cái này giờ chắc hẳn là muốn mang chị My vào bệnh viện tâm thần thì được. Trong đó thì họ có cái phương pháp hay hơn. Họ chuyên ngành nhá cô. Chứ để cho anh Ngọc đây vài bữa nữa thì không biết sao được. Em thấy đây có cá nè, cá anh giăng lưới hả đâu? Cá giăng lưới. Anh tự giăng luôn hả? Trời ơi, tính ra chị My cũng có phước lắm, quý cô chú anh chị quen được anh Ngọc ở đây lo toàn bộ chu đáo về mà ăn uống luôn nè, nấu cơm cho chị My, giăng lưới cho chị My đầy đủ hết. Tối hai chồng ngủ đây mũi chắc chứ lắm nha, để em ngồi đây một xíu mà nó chích em quá tràn luôn. Em thấy xung quanh đây đất ẩm thấp như thế này thì mỗi lần mà trời mưa nó có ngập lên không em? Ngập luôn rồi. Lúc đó hai chồng mình di chuyển ở đâu? Nó chưa ngập lên cái giường. Ngồi cho trên giường thôi. Ngồi trên giường ha. Dạ. Anh thì nhà gần ở đây không? Dạ, quê quán ở đây mà nhà cửa má không còn nữa. Dạ, không còn nhà nữa. Dạ. Hai vợ chồng mà quen nhau rồi ra đây sinh sống ở đây. Dạ. Rồi hàng ngày thì anh có làm công việc kia không? Có đi làm rồi, nhưng bệnh rồi đi ra đây vậy đâu bỏ đi làm được. Dạ, là ở đây là trong chị My, trong cái lúc mà sợ mình đi làm á, dạ, chị My bỏ đi đây đó, mình không biết mình kiếm không gặp nữa, dạ, lại khổ nữa. Đông này kia nữa rồi đâu có, dạ, dám đi đâu đâu. Ở đây hàng ngày thì mẹ chị My đem gạo rồi mình nấu cơm, gian rảnh thì mình đi giăng lưới này kia, kiếm cá thêm này kia thôi. Dạ. Dạ. Trường cơm ăn để trong rồi nó đói giờ nào thì kêu cái có cơm ai sẵn cho nó dọn ra. Hai đứa ăn ăn chừng chút xíu à, dạ, chừng chưa được chén nữa, rồi đó nghỉ ăn. Đây là chị My. Chị My sao giò cẳng chị nổi gì nhiều quá chị My? Giò cẳng giò chị nổi tay chị nổi gì nhiều quá vậy? Bị ghẻ hả? Ở đây là mũi chích rồi, nó làm mà nên hay sao chị My? Chị đừng có ngứa, chị đừng có gãi. Không vô là nó bị ngứa à? Mình cũng hạn chế mấy này kia ha. Thèm thèm gà, mình dịch này kia ăn thôi. Đúng rồi. Quá trời luôn à, tay chân chị My luôn nè cả nhà, nổi hột nổi đấy to không luôn á. Đừng chị My đừng có móc đừng có gãi đi chị My, nó lỡ ra nhiều quá là chị càng ngứa nữa. Móc là nổi hết người luôn á. Trời ơi, căn trời có bé tiếu ở đây nè, với cô chú anh chị mà hai vợ chồng tới ngủ ở đây. Xung quanh thì những cái tấm bạc này chắc anh cũng đi lượm của người ta quá hả? Dạ. Trời đất ơi. Lượm trong công trình về trời mưa chắc nó cũng tạt hết á. Trời mưa có ướt không chị My? Hả? Ở đây ở trời mưa có ướt không? Chắc làm gì không tạt xuống mà ướt tí xíu hả? Mưa ẩm rồi, trời lột lên là như ngồi ngoài xăng. Như ngồi ngoài xăng luôn. Rồi cái bên chương trình đó, mấy bạn á, rồi nó cho mấy cô chú trắng đó, dạ, che lên cái đỡ, nó mới làm đó. Chị cũng đỡ ha. Cái này là mưa được rồi nó dột. Ồ, trên đây là những cái tấm dán ép mà, dạ, dán ép rồi để đây mấy tấm bạc đây lủng lỗ rồi nè. Dạ. Mấy tấm dán ép này nước vô thì nó mục nó rỉu nữa. Dạ. Xung quanh là mấy tấm bạc này nè, với cô chú, nói chung là cả nhà nát hết trơn. Ở đây là không gian bếp của anh ở ngoài này nè. Rồi nấu cơm chưa chín hả? Dạ chín rồi. Hâm đồ ăn này kia ha. Rồi đây chồng ở nè, được mấy cái chén, mấy đồ đũa lũ hai vợ chồng ăn cũng được. Cá thì tự giăng lưới, chứ mà được chung là cũng có bạn tốt quá với chú chị, anh đem gà kho đến cho nè. Mấy bạn đổ lại chơi á, rồi nó thấy hoàn cảnh không có đồ ăn rồi nó mua cho nè. Ồ, nồi gà nó ăn cái tuần lễ luôn rồi. Dạ, ít ăn á, nó ăn dạ, đồ ăn ít xỉu rồi. Dưới cái anh kia cũng cho gầu gà nướng. Dạ. Hộp gà nướng hôm cho giờ sáng giờ ăn được 2 cục 3 cục. Chung là người dân ở đây như là bạn bè của anh Ngọc đây cũng quý mến anh, với mà chị My ở đây cũng hỗ trợ cho đồ ăn này kia cả nhà. Đây cũng có bằng cá nhân lưới.
Ủa đây anh đang lưới ở đâu? Ngoài sông đó, ngoài cái mấy cái chỗ nước đó, giờ người ta câu người ta giăng nhóc. À nghe méo dũng nước trời mưa lên nó cũng chủng mà cá ở mình lội với mình giăng. À. Cũng nhóc đó chưa? Dạ, cũng hay á. Đây cũng có mẹ chị My đến để mà đem cơm cho chị My với mà trứng luộc, đang cơm trứng luộc có bịch sữa nữa kìa. Chị My đói bụng chưa ăn cơm đi chị My? Hả? Đói bụng chưa ăn cơm đi? Cơm chưa? Nó quay gọi mới ăn. Hả? Quay gọi mới ăn. Quay gọi mới ăn hả? Ngại á. Ngại á, cả nhà chị Ngọc, chị My. Chị My ngại á, trong lúc quay là không dám ăn. Khi nào mà quay xong rồi mới ăn ha. Ai dạ? Xung quanh đây mấy cây này anh đốn mấy cây bình bát đâu nè, thấy bình bát chàm mà đốn của ta cầm chồi. Chồi này trước là một mình anh cắt thôi, có ai phụ không? Có bạn phụ đào lỗ luôn. Ờ đào lỗ kia mấy chứ hình nên làm cũng lâu. Là hai vợ chồng được mấy bộ đồ máy ở đây hết luôn hả? Dạ. Trời đất, đúng rồi cả nhà, xung quanh chồi này đâu có đồ nữa đâu. Đây à, được coi dài bộ máng đây ướt hết rồi. Trời mưa à, hết bằng rồi. Chị My ăn cơm với trứng luộc hay không chị My? Ừ. Ăn cơm trứng lá trứng luộc phải không? Dạ. Chị ngại à, nhớ ăn. Ăn đại đi chị, đói ăn có gì đâu, ngại. Chị lấy chén lấy đũa chưa? Này đúng gọi là một túp liệu chanh mà hai quả tim vàng này chị My, đúng không chị My? Chị My đúng không, này gọi là một túp liệu chanh mà hai quả tim vàng nè. Chị My cười rồi, được rồi, cái gì hả? Chừng đập cá sống nhăn ấy nha. Chưa hả? Không, giờ đem lại, giờ mẹ chị My đem lại cho chiên á. Này để lại. À, còn đồ ăn nhiều để lại mai ăn. Nhé mới đọc hành trứng sống luôn à. Cho chị My bữa nay ăn cơm trứng sống bữa luôn hả chị My? Dạ, cho chị ăn cơm trứng sống luôn. Cái chứ lợi này. Chứ mà ăn rồi. Cái gì? Kéo chứ cú lại thôi ăn cái đổ sao? Vô hai chồng ngồi ăn cho tình tứ rồi. Để Tài đi quay xung quanh sơ cái căn chòi của chị My với anh Ngọc để gửi đến cho cả nhà mình xem nha. Đây là ở phía trước nè cả nhà. Nhìn cái căn chòi chiều cao lên tầm 1.5 mét gì à. Xung quanh được hai cái trụ cột bê tông thôi. Ở trong thì những cái cây bình bát với cây tràm của anh đốn người ta. Đó, dìu liều á thì xung quanh là những tấm bạc mảnh lụm trong cái công trình. Ở ngoài này anh cắm cái gì ở đây nè. Mấy trụ ở đây biết làm gì luôn. Ủa anh Ngọc, ở đây anh hai chồng tắm rồi mình thay đồ ở đâu? Thay đồ trong nhà luôn hả? À, em thấy anh cầm cột ngoài này nè, mình định xây gì ngoài này đây? Không, ở ngoài này nè, anh định xây gì ngoài này đây? À, anh cắm sàn ở đây, xong rồi mấy anh em ra ngồi mày cho nó mát hả? Ở đây xung quanh nó toàn là gần tràm không cả nhà, bởi vì mũi rất là nhiều luôn. Đấy, đây con chòi của anh nè, phơi đồ lõm cỡm không có móc luôn. Rồi cái áo gì đâu mà treo đây nhìn thấy ớn trời, giống mà buổi tối đi gặp sợ ma luôn á cả nhà. Đây áo của anh nè. Nói chung là mẹ chị My cũng có trình bày gõ đi gửi đến cho các anh em như là khi mà đến đây quay lúc với các chú chị đừng có gọi là mời thầy này kia đến đây để mà hỗ trợ cho chị My nữa, vì mẹ chị My nói là chị My không phải bị ma bị dông gì nhập đâu, mà chị My là mắc một căn bệnh là thần kinh, đã đi trị một thời gian và do hết tiền nên là không có khả năng đi trị nữa mới đưa là chị về đây. Và chị là không muốn sống ở nhà, muốn dọn ra đây ở với mà anh Ngọc ở trong căn chòi này. Đó.
chị hôm qua mấy lần trước thì cũng có thầy đến đây á, nhưng mà tác động đến chị My á thì gia đình rất là bức xúc và lên tiếng cái vụ việc đó luôn. Đây thì sau đây vào bên trong để coi chị My ăn cơm tiếp nha. Hai vợ chồng ăn cơm tình tứ lắm cả nhà ơi. Ê à, hai chồng ngồi ăn cơm tình tứ chưa? Đúng là một túp lều tranh hai quả tim vàng luôn rồi đó. Ăn cơm luôn không? Anh nói chị ăn đi, tụi em ăn rồi. Dạ, đây đúng là một túp lều tranh còn hai quả tim vàng luôn đó cả nhà. À, tại cũng không ngờ ở dưới chân cầu Cần Thơ có một cái nơi gọi là hoang vu và vắng vẻ, đây ma mị như thế này lại có một đôi vợ chồng sinh sống dưới đây rất là hạnh phúc. Chị My mắc một căn bệnh thần kinh đó, nhưng được một người anh rất là tỉnh táo và bình thường luôn, quen và sống chung với nhau như là vợ chồng, và chăm sóc cho chị từng buổi ăn từng giấc ngủ luôn đó cả nhà, như cả nhà cũng đã nhìn thấy rồi đó. Đó thì địa chỉ của chị My và anh Ngọc thì ở dưới chân cầu Cần Thơ đây là cả nhà. Thì mọi người mà muốn đến đây để mà chia sẻ nỗi niềm cũng như là một phần nào đó cho chị My với anh Ngọc á, thì cứ đến dưới chân cầu Cần Thơ quẹo phải xuống ôm một vòng cua phải là thì gặp ở căn chậu của chị ở trong lưới gạo B40 đây, màu trắng trắng đây, thì sẽ gặp được nha cả nhà. Thì Tài cũng chia sẻ về anh Ngọc với chị My tới đây. Tài cũng xin phép cả nhà kết thúc video đây. Tài chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi hết video của Tài ạ.